Ngày 25 tháng 4, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cho biết các cơ quan chức năng đang xác minh điều tra làm rõ việc ba nạn nhân được tìm thấy thi thể trong vụ tàu kéo và xà lan bị chìm trên biển Lý Sơn, Quảng Ngãi, không có tên trong danh sách thuyền viên mà đơn vị thuê tàu trình báo với cơ quan chức năng. Theo tìm hiểu, sau khi xảy ra vụ tàu kéo và xà lan bị chìm trên biển Lý Sơn, ông Lê Văn Trung ở xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đức, Long An đã đến Quảng Ngãi để nhận dạng người thân. Theo ông Trung, khi nghe tin qua báo đài về vụ tai nạn nói trên, ông đến nhà em gái Sang Minh và biết em rể là Võ Văn Sông có đi trên chuyến tàu gặp nạn, ông Trung vội bắt xe ra Quảng Ngãi để nắm tình hình. Khi được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cung cấp hình ảnh các nạn nhân đã tìm thấy thi thể, ông Trung nhận ra danh tính của ba người. Ông Trung nói, ngoài thi thể em rể Võ Văn Sông, hai thi thể khác cũng là người quen ở cùng xã Long Hậu Đông, có tên là Đặng Văn Nhung và Đặng Văn Ước. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã liên hệ với gia đình các nạn nhân được xác định ở tỉnh Long An. Các gia đình đều mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ đưa người thân về quê an táng. Như vậy, so với khai báo đăng ký danh sách ban đầu của đơn vị thuê tàu với cơ quan chức năng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà Quảng Nam thì tên của thuyền viên trên tàu không đúng. Cụ thể trong khai báo có 5 người gồm Phạm Văn Hiệp, Đặng Minh Phương, Võ Tấn Khương, Võ Văn Nhiều và Bùi Minh Trí. Còn Võ Văn Sông, Đặng Văn Nhung và Đặng Văn Ước không có trong danh sách thuyền viên khai báo với đồn biên phòng cửa khẩu Càng Kỳ Hà, Quảng Nam. Ông Nguyễn Minh Tuấn, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Linh là chủ tàu kéo và xà lan bị chìm cho biết trong hợp đồng chỉ thuê ông Phạm Văn Hiệp làm thuyền trưởng, còn ông Hiệp gọi thêm người đi trên tàu thì công ty này không nắm được. Ông Tuấn nói sự việc đến nước này tài sản cũng mất hết rồi, chỉ mong kiếm được người thôi, chúng tôi chỉ nghe 5 người trên tàu chứ không biết chính xác là bao nhiêu đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn là đơn vị thuê tàu và xà lan để chờ đá cho rằng, theo hợp đồng thỏa thuận giữa công ty với phía chủ tàu, trên tàu và xà lan có 3 người. Tuy nhiên, theo quy định phải có đủ 5 người thì tàu mới hoạt động được, bao gồm thuyền trưởng, máy trưởng, thủy thủ, thợ máy. Do đó, công ty có thuê thêm hai người là ông Bùi Minh Trí, thủy thủ và Võ Văn Nhiều, thợ máy, để vận hành xà lan và tàu kéo theo đúng quy định. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn cho biết công ty có thuê ông nhiều ông Chí làm việc và trực tiếp trả tiền công theo chuyến. Còn vì sao lại có sự khác biệt về thuyền viên thì công ty không hiểu được. Chuyến xà lan gặp sự cố là chuyến chờ đá hộp thứ năm được thực hiện để chờ đá từ Cảng Kỳ Hà ra đảo Lý Sơn. Tối ngày 24 tháng 4, ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đã trực tiếp chủ trì cuộc họp với các đơn vị chức năng để chỉ đạo công tác tìm kiếm thuyền viên mất tích trong vụ tàu kéo và sàn lan bị chìm ở gần đảo Lý Sơn. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang yêu cầu các đơn vị làm rõ vì sao danh sách đăng ký và số lượng thuyền viên thực tế trên tàu kéo và sàn lan bị chìm lại khác nhau. Ông Nguyễn Xuân Sang yêu cầu các đơn vị vận tải phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tổ chức bảo quản thi thể các thuyền viên và tạo điều kiện thuận lợi đưa người nhà các thuyền viên đến Quảng Ngãi để nhận diện lần nữa, đồng thời hỗ trợ tối đa về phương tiện để đưa các thuyền viên xấu số về quê an táng. Ông Sang nói, các lực lượng tiếp tục tổ chức tìm kiếm thuyền viên mất tích, các cơ quan liên quan vào cuộc xác minh điều tra làm rõ vì sao có sự thay đổi danh sách thuyền viên trên tàu. Trưa ngày 24 tháng 4, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết trên khu vực biển Lý Sơn xảy ra một vụ tai nạn chìm tàu kéo theo xà lan chở đá khiến ba người thiệt mạng, hai người mất tích. Bà Hương nói, vụ việc được ngư dân đi đánh cá phát hiện nên đã báo cho lực lượng chức năng. Hiện tại Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cùng cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi tổ chức tìm kiếm và cứu nạn. Theo cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, lúc 4 giờ cùng ngày, Tàu kéo Long An 06695 kéo theo xà lan Long An 06883 đang từ kỳ Hà Quảng Nam đi Lý Sơn Quảng Ngãi trên hành trình đến khu vực biển cách đảo Lý Sơn thì tàu kéo xảy ra sự cố làm xà lan bị chìm. Vị trí chìm xà lan ở tọa độ khoảng 14 n 1090230E vị trí tàu phát tín hiệu AIS cuối cùng. Ngay sau khi nhận thông tin sự cố, nhiều lực lượng đã đến hiện trường, phối hợp tìm kiếm. Đến 10 giờ 30 phút sáng nay ngày 24 tháng 4, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và vớt được 3 thi thể gần vị trí xà lan gặp nạn. Theo danh sách thuyền viên được cấp rời cảng di chuyển trên biển mà cảng vụ hàng hải Quảng Nam cung cấp thì trên tàu kéo có 5 thuyền viên. Hiện cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn đồn biên phòng huyện Lý Sơn triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn thuyền viên ngoài ra cảng vụ cũng thông báo cho Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 để hỗ trợ phương tiện tìm kiếm cứu nạn và cung cấp thông tin để Đài Thông tin Duyên Hải Đà Nẵng phát bản tin. Ngày 25 tháng 4, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Phường Hà An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 10 phút cùng ngày tại khu vực Sông Chanh, đoạn qua địa bàn Phường. Vào thời điểm này, trên chiếc thuyền nan có chị NTT, sinh năm 1979, chú khu 12, Phường Hà An, thị xã Quảng Yên, chủ phương tiện và 5 người khác đi làm thủy sản. Trong quá trình di chuyển từ bến đò phường Phong Hải sang bến đò phường Hà An thì gặp cơn rông lốc khiến lật thuyền làm 4 người mất tích. Qua xác minh ban đầu, 4 người mất tích gồm NTH, sinh năm 1982, NTM, sinh năm 1983, NTN, sinh năm 1979, cùng chú tại thôn đỉnh 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, DTC, sinh năm 1966, chú thôn Cẩm Liên, Xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên. Riêng chị NTT cùng NTN bơi vào bờ và được cứu hộ an toàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự thị xã, công an thị xã, Ủy ban nhân dân phường Hà An và các lực lượng chức năng của thị xã phối hợp với trạm kiểm soát biên phòng Hà An, thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông, bộ công an huy động trên 250 người và 12 tàu xuống tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tính đến 8 giờ 30 phút Công tác tìm kiếm chưa có kết quả. Hiệp. Sáng ngày 25 tháng 4, cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Lê Đỗ mời cho biết đã ký văn bản đề nghị điều động trực thăng bay tìm kiếm thuyền viên còn đang mất tích tại vùng biển Quảng Ngãi. Công văn được gửi đến Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sau khi tàu lai kéo LA06695, kéo rà lan LA06883 bị chìm trên hành trình đến Lý Sơn Quảng Ngãi. Ngoài đề nghị huy động trực thăng, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các lực lượng như Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Kiểm ngư vân vân tăng cường phương tiện phối hợp với các lực lượng của hàng hải tham gia tìm kiếm cứu nạn. Thông tin ban đầu từ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết, khoảng 4 giờ ngày 24 tháng 4, tàu lai kéo LA06695, kéo xà Lan LA06883 Hai phương tiện thủy nội địa này đều mang cấp đăng kiểm VRSB chờ 1.236 tấn đá, hành trình từ Kỳ Hà Quảng Nam đi Lý Sơn, Quảng Ngãi. Trên tàu kéo có 5 thuyền viên. Khi đến khu vực cách đảo Lý Sơn, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi khoảng 3 hải lý thì xảy ra sự cố chìm đắm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cục Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Quảng Nam điều động các phương tiện chuyên dụng, phối hợp với các lực lượng tại địa phương triển khai hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Bộ Giao thông Vận tải đã thành lập sở chỉ huy phía trước tại Cảng vụ Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến cuối ngày 24 tháng 4, các lực lượng đã tìm kiếm được 4 thi thể nạn nhân. Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, trong bốn thi thể nạn nhân, có ba người đã xác định được danh tính, người nhà đã đến làm các thủ tục. Tuy nhiên, ba nạn nhân này không nằm trong danh sách 5 thuyền viên đăng ký xuống tàu, nạn nhân còn lại chưa xác định được danh tính. Đại diện Cục Hàng hải cho hay, như vậy trên tàu sẽ có khoảng từ 8 tới 9 người mà không phải 5 thuyền viên như báo cáo ban đầu. Tại hiện trường, Bộ Giao thông Vận tải đã huy động 9 phương tiện tham gia tìm kiếm của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tàu công vụ của cảng vụ hàng hải tàu biên phòng của quảng ngãi một số tàu khách tàu vận tải đang tìm kiếm các nạn nhân còn lại cục hàng hải việt nam cũng đã yêu cầu mọi tàu thuyền hoạt động trong khu vực có trách nhiệm tăng cường quan sát tham gia phối hợp tìm kiếm